かかく。Bãi ở đây rất là rộng luôn cả nhà, chạy xuống tuốt phía dưới nữa kìa. Ở đây thích một cái là ai tới sớm hay là tới trễ gì cũng tự kiếm bãi á, nên là tự được lựa chọn á cả nhà. Rất là thích, mình muốn lựa bãi nào mình lựa. Đó, chỗ nào có cỏ này cũng êm nữa, bóng dưới bóng cây cũng mát nữa nè cả nhà. Rất là rộng luôn. Hai mẹ con mình đi ra đây rửa chút xíu rau để chút nữa mình vô mình nướng ăn nha cả nhà. Cái này thì hồi nãy mình mua ở chỗ cái Michinoki nè. Đây là món salada, salad để làm ăn salada đó, có cà chua ăn kèm. Bây giờ mình mang tới trại để mình nướng nha cả nhà. Nấu một nồi cơm nóng để ăn cơm chiều cả nhà. Đó, bây giờ là cỡ 6 giờ rưỡi chiều rồi nha cả nhà. Trời cũng bắt đầu ngả bóng tối rồi nè. Ở nhà mình đang nhóm lửa để chuẩn bị nướng thịt ăn cơm chiều nha cả nhà. Đây, bữa tối nhà mình sẽ nướng thịt nướng cùng với lại có lá lốt mình cuốn thịt bò này cả nhà. Còn cái này là mình thịt heo mình ướp với lại sả mình nướng. Còn bên đây là mình mua thịt gà ướp vị chanh. Còn đây là thịt bò, người ta cũng ướp gia vị sẵn luôn đó nha. Nó xúc xích. Còn cái đây là cái lưỡi bò vị muối đó. Hôm nay nhà mình ăn thịt nướng như thế này nè. Đó, hôm nay nhờ gái làm dùm cho cái món salada, salad đó nha cả nhà. Đó gồm cà chua, cà chua nè, tôm nè, cái cua giả nè, đó salad với lại là súp lơ màu xanh. Rồi chút nữa mình ăn thì mình chế sốt vô mình ăn kèm với thịt nướng cho nó đỡ ngán đó cả nhà. Sao vậy? Tối hả? Nhiều quá. Mà chưa tiếp đời muốn câu cá nữa mà nó nghỉ mất. Dạ bê nà mặt á. Gì? Sợ, cái chỗ đó không có vui. Mình bỏ xuống cái này thì không có vui. Chút tổ mắt bê. À, con nè tụi bà. Ý thế sao quỷ đi quỷ cho tại vì nó cũng xuống cái này. Bỏ cho cái dính, bỏ cho cái dính là chỉ mất nhẹ. Mà ăn sau mình đi với nó ăn chắc. Cá nhiều quá mà. Cá nhiều quá nó phải ăn nhiều. Nhà mình nè, ăn cơm tối xong cỡ tầm 7 giờ là người ta tổ chức đốt lửa trại. 7 rưỡi. Ồ, 7 rưỡi chứ. À, bây giờ 7 giờ rồi, 7 rưỡi. Nhưng mà biết ăn có kịp không để đi nữa. Bây giờ còn đang ăn này cả nhà. 8 rưỡi hả? 8 rưỡi là dẫn đi coi đom đóm nữa cả nhà. Mát á, chỗ đây mát thích ghê. Nào có nóng không? Không có nóng mấy. Hôm nay nó hơi đứng gió, hồi chiều có xíu gió cũng mát. Trời, lâu lắm rồi mới ăn thịt nướng lại quá nha. Lâu lắm nhảy mới đi cắm trại lại luôn á. Chắc cũng 3 tháng có rồi cả nhà. Cũng tầm 3 tháng thôi. 3 tháng rồi mới đi lại. Đây là lá lốt này cả nhà, lá lốt nhà chồng nên đem đi nướng, cuốn thịt bò nướng, ăn khao đi vì nó cháy, cháy, nó dùng nó rớt xuống. Khao đi vì cho nó kìa. Còn không?
Hai đứa còn không? Cái thịt ướp xả cũng ngon nè. Mà cái chỗ lửa đó sao nó không có hường. Chỗ đây cây cối mát mẻ. Bảy rưỡi. Chị chưa ha? Trời chưa có cái nào nó chín lưỡi nó. Cái lưỡi nó yếu quá. Mà có chút xíu thôi, cái nhà mà ăn cũng không hết luôn á, cho nên là những cái nó còn lại á mình đem mình nướng sẵn luôn, xong rồi mình cầm về nhà ăn. Tại vì cái nó bay mùi than á, nó mình về nhà mình làm nóng lại ăn nó rất là thơm, nó cũng vẫn ngon bình thường nha cả nhà. Đây còn nướng thịt gà với thịt heo với lại là lá lốt mình nướng sẵn hết luôn rồi này. Đó, sáng mai thì mình ngủ dậy muốn ăn nữa thì mình ăn. Đó, người ta đốt lửa cho mọi người chơi bánh pháo bông này cả nhà, cho mấy bạn nhỏ chơi bánh pháo bông. Vậy con hai đứa đi lấy pháo bông đi. Chứ tôi lấy pháo bông đi, nói ba đưa cho. Mày bỏ chỗ phía lều á nha. Dục vô cho ông luôn kìa con. Nè nè, rồi chấm vô. Chậm cho hai nhanh ly để nó rớt kìa, nó hết kìa. Có hai anh em chơi đốt pháo bông nha cả nhà. Người ta đốt cái đống lửa cho mình chơi pháo bông. Mọi người chơi cũng xong đi hết rồi. Bây giờ mọi người dẫn Âu đi coi đom đóm nha cả nhà. Giờ buổi tối cho nên là không có được bật đèn á. Sáng quá là mình sẽ không được thấy á. Đó, mọi người tập trung giờ đi nè. Chớp chớp nè. Đó, cả nhà ơi, nãy giờ không có người ta không có cho mình bật đèn coi được á. Này nó còn con nó rớt xuống dưới đây nè. Cả nhà thấy nó sáng sáng không? Nó còn đom đóm á. Tại đèn nó chiếu vô. Đó sáng sáng đó cả nhà. À, đó. À, chớp chớp kìa, đó nó đang đi kìa. Người ta coi á, người ta phải bắt tắt đèn hết để tối thui gì đom đóm nó mới tới. Cho nên là mình không có quay được cái nhà, mong cái nhà thông cảm nha. Đó, nãy nhiều lắm cả nhà, giờ nó đi hết rồi. Người ta bật điện lên là đi hết rồi. Còn sót một con lại mình quay cho cái nhà xem. Đó, thấy kìa. Đẹp không? Đó, nhấp nháy kìa. Đây cả nhà ơi, cái trái dưa hấu nè, hôm bữa Yến hái này cả nhà, để nó mang đi cắm trại thì hôm nay mình mới mang đi nè. Cái giống này nó tròn nè. Nên cắt thử nha cả nhà, bỏ trái dưa coi thử biết chín không nha. Giòn lắm. Cái này là chắc chưa có được ấy mấy. À chưa. Chưa, tại do cái cuống nó bị héo nên là phải hái sớm này cả nhà, uổng quá. Cái dưa này chín lâu lắm, cái vỏ dày vậy sao. Chắc cỡ một tuần nữa ha, tầm hơn nữa.
Rồi hột. Cái giống dưa hột dưới dằn. Ôi năm sau chắc không có trồng cái này nữa đâu cả nhà ơi. Hột quá hột luôn. Rồi. Ok xong. Nhà thử một miếng coi. Ngọt quá. Ngọt. Nó chưa chín lắm nhưng mà nó ngọt cả nhà. Ngọt cái nước ăn đi. Hấp tầm một hồi vào cơ rồi. Ăn lên hai đó. Đồ ok. Đi sẵn xuống dưới luôn anh ạ. Cho anh đi vô trong đây đi cho nó tối thui. Xuống dưới đây nè, quàng lại. Đó, buổi tối nhà mình đi rửa chén, rửa đồ, đánh răng, rửa mặt rồi đi ngủ cả nhà. Đây buổi tối bây giờ là tầm 11 giờ này cả nhà. Yến còn đang đi bộ một chút xíu rồi mới vô ngủ. Đó, bây giờ là nhà nào nhà nấy cũng tắt điện đi ngủ hết rồi. Đó, tối thui tối thích luôn này cả nhà. Đó, nhà Yến cũng may là ở trước cái bóng đèn này nó cũng hơi sáng được một chút. Nhà Yến bây giờ cũng đi ngủ đây cả nhà ơi. Đây buổi sáng sớm này cả nhà, nhìn là khung cảnh ở trong rừng rất là bình yên luôn. Nghe chim hót líu lo nhìn, nghe hay nữa. Cái hồ nước này nó lạnh mà cái kia cái xương nó bốc lên luôn này cả nhà, nó bốc lên màu trắng phéo kìa. Buổi sáng ngày hôm nay thì nhà mình sẽ ăn lam mềm nha cả nhà. Hôm nay làm lam mềm gói người ta thấy sẵn bán sẵn, mình chỉ thêm mấy cái thịt nè, trứng rồi măng với hành vô thôi. Không bỏ trứng vô đi. Miso á. Cái trứng ume. Trứng em làm luộc hơi hơi cái em bỏ tương nước tương vô ngâm cái nó nhìn cái màu nó đẹp ha. Đó là miền của nhà mình hả? Còn cái lòng đỏ, lòng lỏng á, ngon. Đó, cả nhà mình ăn sáng rồi đó nha. Cả nhà ơi, nhà Yến dọn dẹp đồ cũng xong rồi cả nhà. Kết thúc một ngày đi cắm trại của gia đình. Đó, đi như thế nào thì chắc thì đi về thì chắc như thế đấy luôn cả nhà. Đây mọi người hả cũng
tranh thủ đi ra chợ sớm rồi, tại vì chỗ đây là 11 giờ ra, 1 giờ chiều cho vô thì 11 giờ ra. Ở nhà mình cũng tranh thủ đi ra, đi về đây cả nhà. Và kết thúc cái ngày đi cắm trại ở Nước Cồn. Ở cái chỗ này là Nara Irisawa sao á. Cái tên nó hơi dài á cả nhà. Nói chung cái chỗ đây thì cũng khá thú vị, đi cho con nít câu cá đồ này cũng rất là vui. Đó, Kiến cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết cái video cái cắm trại của ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào video mới của Yến nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha.